Và bây giờ thì Nga đang đi trên dọc đường Lý Thường Kiệt để đi vào khu vực của hồ bơi Phú Thọ. Đây là khu vực mà đầu tiên mình vô là mình sẽ gửi xe tại nơi đây. Các anh chị và các bạn, bây giờ thì Phương Nga sẽ cho các anh chị và các bạn xem tổng quan hết toàn cảnh của hồ bơi Phú Thọ nằm trong khu vực trường đua Phú Thọ nha. Đây là những cái khu vực xung quanh của trường đua Phú Thọ, và đặc biệt là nó giáp cận với khu vực hồ bơi Phú Thọ. Và trước mặt các anh chị là xem đó là cái các anh chị thấy cái cần cẩu đấy, đấy là cái khu vực sắp sửa đây trong tương lai. Khoảng chừng trong tầm cỡ 5 năm nữa thì ở đây nó sẽ xuất hiện thêm một cái những cái building mới, và do tập đoàn Novoland họ đang xây dựng. Và đây là khu vực của Lotte và Passion Lamington. Những đây là những cái hồ bơi Phú Thọ, có những sân thi đấu đa năng, có sân bóng đá dành cho những người dân và những nhóm bạn và học sinh cùng tập dượt. Và đây tổng quan của hồ bơi Phú Thọ. Ở hồ bơi Phú Thọ này mình có tổng cộng là 10 len bơi, và người ta phân mặc định, giống như là mặc định, và nếu như mà buổi sáng mà có nhiều người bơi thì người ta sẽ dành cho 5 len của nữ và 5 len của nam. Ở buổi chiều thì nơi đây có những người ta quan sát, giống như là người ta cứu hộ, và rủi như có những cái trường hợp bất chấp xảy ra thì sẽ có người cứu kịp thời. Đó, các anh chị nhìn xem. Đây là quang cảnh buổi trưa, gần như trưa, khoảng tầm 10 giờ trưa tại hồ bơi. Và có một cái hồ dành cho người mới vừa tập vợt. Người ta sẽ tập bên hồ nhỏ trước, rồi sau đó mình sẽ qua hồ lớn. Đây, hồ nhỏ. Và đặc biệt là hồ bơi Phú Thọ là một trong những hồ bơi dùng để thi đấu cho những giải trong nước, những giải ở thầy Sài Gòn và những giải mà thuộc cấp quốc gia. Và người ta khi thi đấu thì người ta sẽ chọn cái khu vực này. Ngoài ra thì tại Sài Gòn cũng còn có một số loại hồ bơi khác, như ví dụ như là hồ bơi ở Yết Kiêu này kia, và những cái hồ bơi của thuộc khuôn viên mà của trường thể dục thể thao. Và hồ bơi Phú Thọ chỉ là một trong những hồ bơi của thành phố, và đặc biệt là tại vì khu vực này người ta xây dựng nó dành cho dạng mà dùng để thi đấu nhiều hơn. Nên Nga chỉ xin giới thiệu một số đôi nét về cái hồ bơi Phú Thọ thôi. Và khi mà mình đến hồ bơi Phú Thọ, mình trong lúc mà mình chờ đợi người thân hoặc là mình xem thi đấu á, thì mình sẽ ngồi ở khu vực này. Khu vực này người ta có một cái mái vòm để mà che cho những người khách hoặc là những người mà chờ đợi, giống như ba mẹ chờ đợi con khi mà để mà học bơi á, có thể lên đây.
Và đây là khu vực hồ nhỏ. Ở khu vực hồ nhỏ này nó có hai khu vực, một khu vực hồ nhỏ dành cho người lớn đây và một khu vực hồ nhỏ dành cho em bé là bên kia. Và ở đây là dành cho những người mới vừa vô đăng ký học bơi thì sẽ xuống đây để mà học giờ, tập dượt những động tác cơ bản trước. Tương đối hồ này cũng sâu cỡ 1,5 m, còn bên hồ lớn thì sâu cỡ 3 m. Và bây giờ Nga dẫn các anh chị và các bạn xem lại tổng quan lại toàn bộ khu vực mặt tiền của hồ bơi Phú Thọ. Và khu vực này là khi mình vào, mình sẽ đến khu vực này để mà mình mua vé tùy theo nhu cầu của mình là bơi tháng hay là bơi ngày, và mình sẽ lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của mình. Và một số hình ảnh này Nga đã ghi lại nhận lại được. Nga chúc các anh chị sẽ chọn cho mình một loại hình thể thao cần thiết cho sức khỏe của mình. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi đoạn clip của Nga. Xin chào tạm biệt và các anh chị có thể click like hoặc subscribe. Thank you.